Cảm ơn anh chị em, chính anh chị em là người bảo vệ tôi khỏi xa trước cám dỗ. Điều khi muốn ti ta ti toe, cái bà kia bà đang nhìn đi kìa. Tôi dám làm gì đâu không? Cho nên những mắt cụ vợ là cũng ngon đấy, nhưng nhờ vậy mà mình thấy rằng là bao nhiêu người giáo dân đang nhìn vào mình, thì mình phải làm sao chứ? Như vậy thì chết, mất linh hồn sao và ngục lửa không hề tóc rồi bỏ không hề chết là mình chết ông ơi là lắm. Thằng bé nó cười đã, nó đang cười tôi đấy, đúng đấy, còn cười cha là đúng đấy con. Nó không nhìn thấy thằng bé nó bị mù hả? Thằng bé nó bị mù, thằng bé đây đây, thằng bé nó bị mù nó nghe tôi mà nó cười đã vậy đó anh chị em. Đây này, nó đây là vừa nghe tiếng cười của nó này. Con có nghe gì không? Không. Hả? Con chào cha Long. Con có nhìn thấy cha không? Ừ, con không. Sao con biết cha Long? Ừ, hôm nọ mẹ con chở con đi. Con nghe nhiều bài giảng của cha ở trong cái loa. Bây giờ con có nhận ra là bài giảng của cha trong cái loa với cha đang nói, con nghe cái giọng có giống nhau không? Ừ, theo như con thấy thì ở ngoài nó khác, cái giọng của cha nó khác hơn. Rồi con nghe rồi con thấy làm sao? Con nghe những bài giảng trong cái loa con thấy làm sao? Rất là vui. Con có hiểu không? Con có. Con tên là gì? Con tên là Phan Khương Nghị. Con tên là Phan gì? Phan Khương Nghị. Rồi con bao nhiêu tuổi? Con 7 tuổi. Con bị mắt con có nhìn thấy gì không? Ừ, con không. Từ lúc nào con không nhìn thấy? Ừ, từ lúc con sinh ra. Thưa anh chị em, một đứa bé từ lúc sinh ra đến bây giờ là 7 tuổi, thà không có mắt mà nó vào nước trời, còn hơn là có hai mắt mà cứ suốt ngày đi rình đi mò người ta. Còn hơn có hai mắt mà suốt ngày cứ mắt cú vọ như mắt hình viên đạn nhìn cái chừng như thế này. Còn hơn là có hai mắt mà lúc nào cũng liếc đá lùng nhau hết cái này cái người kia. Còn hơn là có mắt mà lúc nào cũng nhìn vào tiền, thế tiền thì mắt sáng ra, nhìn vào Chúa đến với Chúa thì mắt nhắm tịt lại, có không? Còn hơn là có mắt mà lúc mà cãi nhau thì trợn trừng lên, mà lúc đầu tiên thì nó ríu lại, mà có không? Tại sao lúc nãy tại sao con nghe cha nói như vậy mà con lại cười long ơi là long rồi con cười. Đấy, một đứa bé mà nó còn biết cười vào cái ông Trần Đình Long mà nếu mà không có ơn Chúa thì ông còn phạm tội gấp trăm lần. Con thấy cha nói vậy đúng không? Đúng rồi cha. Mày nhột quá mày nói rõ mà tao nhột quá con. Con thấy đúng không? Ừ, đúng cha. Rồi cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con học lớp mấy rồi? Ừ, con học lớp 1. Con biết chữ không? Ừ, con có, con học tới quyển 2 rồi. Con học chữ gì? Con học chữ nổi đó cha. Rồi con có biết đọc kinh lòng thương xót không? Ừ, con chưa biết. Con biết đọc kinh vì cuộc khổ nạn đau thương không? Ừ, con chưa biết luôn. Con biết đọc kinh gì rồi? Ừ. Con biết làm dấu không? Ừ, con biết hôm nay con lại quên mất rồi. Rồi con tên thánh là gì? Con tên thánh là gì? Ừ. Con tên thánh là gì? Ừ, ngoại đạo cha. Chuyện nãy giờ tôi tưởng là nó ngon lành lắm, cái cô nó bảo nó là ngoại đạo, còn là tôi bảo nó đọc kinh với đồng dấu, nó bảo không đọc con biết vì con quên này. Và thưa anh chị em, đấy thà là ngoại đạo mà tâm hồn đơn sơ tin vào Chúa, còn hơn có đạo mà không tin vào Chúa thì cũng xa hỏa ngục thôi. Có đạo mà không sống đạo thì cũng xa hỏa ngục thôi. Hôm qua ấy con háo hức quá đi và cha Long qua đêm qua trần trọc mãi không ngủ được luôn.
Nhà con ở đâu? Nhà con ở thành phố Kon Tum, 185 đường Bắc Cạn trời. Rồi. Chưa thấy mà thằng bé nó nói, mà tôi nghĩ là chỉ có chú Anh Thần mở miệng nó nói được như vậy thôi, chứ làm sao nó nói được như vậy. Thôi cha cảm ơn con nhé, con nhớ cầu nguyện cho cha Long nhé. Vâng. Con cầu nguyện cho cha khỏi xa trước cám dỗ nha. Vâng. Con cầu nguyện cho cha khỏi nên gương mù gương xấu nha. Vâng. Cha cầu nguyện cho con thà mù mắt như con mà vào nước trời còn hơn sáng mắt mà sao hỏa ngục nha. Vâng. Cười một phát nữa rồi đi xuống.